Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trung sách giáo khoa môn toán lớp 8, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là hoàn chỉnh, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng ta học kèm nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra trang số 45 nào. Rồi, như vậy ở đây thì cái bài luyện tập trung của chúng mình cũng sẽ có ba cái ví dụ kèm theo là gì? Các cái lời giải. Các em có thể đọc nó để chúng ta hiểu hơn nha. Thầy và các em sẽ cùng làm những cái bài tập ở trong bài này. Chúng ta sẽ có bài thứ nhất này, 2.26. Người ta yêu cầu là phân tích các đa thức sau thành nhân, nhân tử. Câu A này, x mũ 2 trừ đi 6x cộng cho 9 này, trừ đi y mũ 2. Đó. Như vậy các em nhìn thấy đây này, ngay đây là hàng đẳng thức này các em. Đấy, ngay đây là hàng đẳng thức này. Thì mình sẽ nhóm cái thằng này vào này, x mũ 2 này trừ đi 6x này cộng cho 9 này, trừ đi y mũ 2 này. Đúng không? Vậy các em thấy này, hàng đẳng thức này, bình phương số thứ nhất 2 lần tích số thứ nhất số thứ hai, tức là đây sẽ là gì? 2 nhân cho 3x, đúng không? Cộng cho mấy? Cộng cho 9 là mấy? 3 mũ 2, đúng không? Đó. Được không? Được không? Rồi, vậy thì nhìn vào cái phân tích ở đây thì chúng ta sẽ có hàng đẳng thức là x gì? X trừ đi 3, đúng không? Tất cả mũ 2 trừ đi y mũ 2. Được không? Được không? Vậy thì x trừ 3 này này với y đây này, thằng này chính là A này các em. A mũ 2 này, thằng này chính là B mũ 2 này, hàng đẳng thức nữa nha. Đúng nè. Vậy thì có phải nó sẽ bằng là A trừ B, là A mũ 2 trừ B mũ 2 thì sẽ bằng là A trừ B nhân cho A cộng cộng B. Đúng không? Vậy thì A trừ B đây, A là x trừ 3 trừ đi B là trừ cho y. Đúng không? Đó, các em đưa vào một cái ngoặc vuông. Được chưa? Rồi, nhân với nè. Nhân với ở đây sẽ là gì? X trừ 3. Rồi, và đây dấu gì? Dấu cộng, cộng với y. Được chưa? Được chưa nào? Ô văn kê chưa? Xong nhá. Rồi, tương tự như vậy câu B. 4x mũ 2 trừ y mũ 2. 4x mũ 2 trừ y mũ 2 cộng với 4y trừ 4, cộng 4y lại trừ cho 4. Vậy thì cái thằng này mình có nhóm không? Nhóm không nhỉ? Các em có thể sử dụng phương pháp nhóm hoặc là tách ra. Nhìn thử xem nào. 4x mũ 2 này chính là 2 mũ 2 đúng không? 2x tất cả mũ 2. Y nè. Y này là y mũ 2, 4y trừ 4. À, như vậy thì chúng ta sẽ đưa cái anh này ra đi. Cũng lại đưa về dạng bình phương đúng không? 2x tất cả mũ 2 là anh 4x mũ 2 đúng không? Trừ đi, nhóm ba anh này vào. Y mũ 2 cộng 4y trừ 4, đây là hàng đẳng thức. Hàng đẳng thức đáng quên tiếp, đúng không? Thì cũng sẽ lại là 2x tất cả mũ 2 trừ, đây là hàng đẳng thức y trừ mấy? Y trừ 2. Tất cả mũ gì? Mũ 2. Đúng không? Vậy thì thằng này cũng sẽ là A nè. Thằng này sẽ là B nè. A bình trừ B bình. Hiểu không? Rồi, vậy thì sẽ bằng gì? Sẽ bằng gì nhỉ? À, sẽ bằng A là 2x trừ đi B,
tức là trừ cho cái gì? Trừ cho y trừ trừ 2. Được chưa? Nhân cho a là 2x cộng cho gì? Y trừ 2. Y trừ trừ 2. Được không? Được chưa? Đấy, các em phân tích ra thành nhân tử như vậy ổn không? Ổn không nhỉ? Chuẩn không? Chúng ta kiểm tra xem có phải đó là hàng đẳng thức không? Được chưa? Rồi. Câu tiếp theo nhé. Câu C này. XY cộng cho Z mũ 2 cộng cho XZ cộng cho Y, YZ. Như vậy thì đối với cái thằng này thì mình lại thấy cái gì? Thấy gì nhỉ? À, mình sẽ nhóm thôi. Nhóm nó vào với nhau sẽ bằng là XY. Nhóm với YZ được không? Thằng này có Z, thằng này có XZ. Nhóm với YZ. Rồi, cộng cho Z mũ 2 cộng cho XZ. Được chưa? Rồi, hai anh này sẽ có cái gì làm chung? Y là nhân tử chung, trong ngoặc sẽ còn X cộng Z. Cộng cho anh này sẽ có Z làm nhân tử chung, trong ngoặc cũng là còn X cộng cộng Z. Vậy thì đến đây X cộng Z là nhân tử chung. Được chưa? X cộng Z nha. Nhân cho Y cộng cộng gì? Cộng Z. Xong chưa? Ngon lành cành đào, đúng không? Rồi, sang câu D nè. Câu D. X mũ 2 trừ đi 4XY cộng 4Y mũ 2 cộng cho XZ trừ 2YZ. Đó. Như vậy thì đối với thằng này thì mình sẽ phải làm sao nhỉ? Thằng này mình sẽ nhóm. Nhóm những cái anh nào vào với nhau. Để thầy nhìn đã nha, chúng ta phải quan sát đã, xem nó có cái gì chung mới được. XZ 2YZ, chỉ có hai anh này là có chung mà. Như vậy chúng ta cứ nhóm đi. Đây hàng đẳng thức đó. X mũ 2 trừ 4XY cộng cho 4Y mũ 2. Đấy, chúng ta cứ đưa nó vào một chuồng. Cộng cho XZ trừ 2YZ. Mình cứ đưa nó vào một chuồng đi. Được chưa? Rồi, vậy thì nhìn ở đây nó sẽ xuất hiện cái gì? Sẽ xuất hiện cái gì đây? Hàng đẳng thức nè. Hai lần tích số thứ nhất, số thứ hai, đúng không? Bình phương của số thứ hai. Đó. Như vậy anh này sẽ là x trừ đi gì? 2 y. Đúng không? Tất cả bình phương cộng với anh này, chúng ta sẽ đặt thằng nào ra ngoài? Đây là số 2. Anh này chỉ có ai là nhân tử chung được nhỉ? Z là nhân tử chung thôi, đúng không? Thì trong ngoặc sẽ còn x trừ 2 y. Xuất hiện chưa? Có thấy xuất hiện chưa? À, xuất hiện, nhưng mà đây là cái gì? Đây là gì? À, đây là A mũ 2. Đấy, tức là gì? A mũ 2 thì chúng mình cũng có thể nói nó bằng A nhân A, đúng không? Hiểu không? Vậy thì mình sẽ đặt cái thằng này làm nhân tử chung. X trừ đi 2Y là nhân tử chung. Vậy thì trong này nó sẽ vẫn còn là x trừ đi 2y. Đúng không? Rồi, cộng với thằng này là cộng cho z. Ok. Xong nhá. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành bài 2.26.
Sang bài 2.27. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. 2.27 này. Câu A này. X mũ 3 cộng cho Y mũ 3 cộng cho X cộng cho Y. Đấy, nhìn thấy hàng đẳng thức không? Nhìn thấy hàng đẳng thức không? X mũ 3 cộng Y mũ 3 tổng của gì? Hai lập phương. Đúng không? Rồi, vậy thì cứ triển khai ra thôi. Sẽ bằng X cộng Y nhân với. Đây, triển khai cái anh này ra nhé. Nhân với x bình trừ x y cộng với y y bình. Được chưa? Cộng cho x cộng cho y giữ nguyên. Được chưa? Ok chưa? Rồi vậy thì tiếp tục mình lại thấy giữa hai thằng này có cái gì chung? Có gì chung đây? Có gì chung nhỉ? À, có thằng này chung, đúng không? Đó, như vậy thì đây sẽ là gì? Đặt x cộng y. Rồi thầy bỏ cái ngoặc ra đã cho chúng ta dễ nhìn đi. X mũ 2 trừ x y cộng cho y mũ 2. Rồi, cộng cho x cộng cho y. Đấy, nhìn thế này rõ chưa? Thực ra x cộng y đây là nhân với 1 nè. Đúng không? Đúng không? Rồi vậy thì mình sẽ có x cộng y là nhân tử chung. Thì anh này sẽ còn là x mũ 2 trừ x y cộng y mũ 2. Và đây sẽ là gì? Cộng với 1. Ok nhá. Ok chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn nhá. Rồi, đến câu B. X mũ 3. Wow, thấy nó khác khác. Cái câu này nó đảo dấu cái gì nhỉ? X mũ 3 trừ Y mũ 3 cộng X trừ trừ Y. Vậy thì nó cũng giống như câu trên thôi. Nhưng mà nhớ cái gì? Cái dấu này nó hơi khác tí này. Dấu nó hơi khác thôi. Đúng không? Vậy thì đây chính là hàng đẳng thức này. Thì sẽ bằng cái gì? Hàng đẳng thức nha. Bằng x trừ gì? Trừ y à? Đúng không? X trừ y nhân cho x mũ 2 trừ. Nhớ chỗ này phải trừ nhá. Đúng không? Hay là cộng? Cộng. X mũ 2 đây, chúng ta nhìn cho kỹ nào. A mũ 3 trừ B mũ 3. Đó là trừ cho 3AB lại cộng với 3AB. Và nhầm hàng đẳng thức. Hàng đẳng thức của chúng ta là anh này. Đây, sẽ là A bình cộng AB cộng B bình. Đúng không? Đấy. Đôi khi là nhầm tí làm nhiều quá thì lú luôn đó các em. Cộng AB là cộng cho x gì? X y cộng cho y y bình. Được chưa? Đến đây được chưa nào? Rồi, cộng cho x trừ y vẫn giữ nguyên này. X trừ đi y giữ nguyên này. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ thấy này, có x trừ y nhân tử chung này. Thầy bỏ ngoặc vuông ra nhé. X trừ y nhân cho x bình cộng x y cộng cho y bình cộng cho x trừ trừ y. Thực ra thằng này là chính là nhân với mấy? Nhân 1. Đúng không? Thì x trừ y là nhân tử chung. Trong này còn x bình cộng x y cộng y bình. Nhưng mà nhớ đây là trừ trừ 1. Đó, nó chỉ khác cái thằng trên này này. Dấu cộng, đây dấu trừ. Đây dấu cộng, đây dấu trừ. Đấy, khác nhau một tí chỗ đó. Ô văn kê. Rồi, tiếp theo là câu C. X trừ y tất cả mũ 3 cộng với x cộng y tất cả mũ 3. Như vậy thì đối với cái bài này á, thì các em có thể áp dụng cái gì nhỉ?
áp dụng hằng đẳng thức. Hằng đẳng thức gì? A mũ 3 cộng B mũ 3. Đúng không? A mũ 3 cộng B mũ 3. Hoặc là gì, chúng ta triển khai từng cái thằng này ra cũng được. Sau đó mình nhóm. Tùy theo khả năng của từng bạn thì chúng ta có thể làm theo cách nào cũng được. Miễn làm sao là gì? Chúng ta không nhầm. Được chưa? Được không? Như vậy thì ở đây thì thầy sẽ làm theo cái hướng là gì? Từng cái anh một thôi, cho nó chắc ăn. Được không? Sẽ làm theo hướng là từng anh một nhé. Từng anh một thôi, chứ nếu mà chúng ta làm gộp là hơi bị nặng. Sẽ là x trừ y nhân cho x mũ 2 cộng 2xy cộng cho y mũ 2. Đấy, xong cái anh thứ nhất này. Cộng cho này, bên này cũng vậy này. X cộng y, được chưa? Nhân cho x mũ 2 quá. Từ từ, anh này là một anh là cộng, một anh là trừ. Đẩy cái dấu tí. Như vậy thì cái anh cộng sẽ là trừ và anh trừ sẽ là cộng. Ok. Đây, vậy thì anh cộng đây sẽ là trừ, trừ cho 2xy. Đúng không? Cộng cho y, y mũ 2. Rồi. Đến đây rồi thì mình làm gì nhỉ? Đến đây rồi thì mình lại thấy nó có xy chung nè. Xy chung. Đúng không? Xy chung chỉ xuất hiện được xy chung thôi. Hơi rắc rối nhỉ. Nếu mà làm như thế này thì hơi bị mệt. Nhân vào thì cũng hơi bị rối đấy. Cũng không sao, chúng ta có thể nhân nó vào đi. Thành làm đường vòng đó. Chứ đúng ra ta áp dụng cái thằng là A mũ 3 này trừ đi B mũ 3 này. Đấy, toàn bộ thằng này là A này, thằng này là B này, đấy, cũng được. Tuy nhiên thì thầy đang là làm theo cái hướng này. Nó hơi dài dòng nhá. Hướng này thì nó sẽ hơi dài dòng hơn. Rồi. Sẽ là x mũ 3 cộng 2x mũ 2y cộng cho xy trừ cho x mũ 2y trừ cho 2xy mũ 2 trừ cho y mũ 3. Rồi, cộng cho nè. Bỏ ngoặc này luôn. Cũng là x mũ 3 trừ 2x mũ 2y cộng cho xy mũ 2 cộng tiếp cho y x mũ 2 trừ cho 2 xy mũ 2. Rồi, cộng cho y mũ 3. Đây là thầy đang chọn cái hướng là dài, đúng không nào? 2x bình y này, 2x bình y, 2x bình y này hết nè. Cứ tìm số đối đi. Đây có gì? Trừ. Đây có trừ y3. Rồi, xy này có khử với thằng nào được không? Ừ, sao lại thằng này nó có xy ở đâu nhỉ? X mũ 3. Rồi, à như vậy thì đây phải là y nhân x bình, x nhân 2 đây, x nhân y. Ồ, vậy thì đây phải là y bình chứ nhỉ. Đó, mất dấu rồi đó. Anh này đâu khử được. Có bị nhân nhầm gì không? Anh này nhân với anh này là y mũ 3 trừ. Rối rồi. X y bình đây. Rồi này, đến đây đúng không? Rồi nhân tiếp. Đây nhân với đây. Đây nhân với đây. Ok. Rồi tương tự. Ủa, tại sao lại không xuất hiện nhỉ? Anh này với anh này được không?
Không được, không được, không được. Anh này là y bình mà, anh này x bình mà, đâu có liên quan. Không liên quan, không liên quan. Rồi như vậy anh này không chưa bỏ đâu nha. Vậy thì chúng ta sẽ nhóm đi, x mũ 3 cộng cho x mũ 3. Rồi. Chấp nhận làm đường dài dòng đi. Cộng cho x y bình trừ x bình y trừ cho 2 x y bình. Được chưa? X mũ 3 lấy rồi. Rồi cộng cho y x bình trừ cho 2 x bình y. Rồi, đến đây mình sẽ xem là có được cái gì nữa nhỉ. Đây sẽ là 2 x mũ 3 x y bình nè. Anh này là có 1 nợ 2 này, còn nợ 1 này. Đúng không? Nợ 1. Nợ 1 sẽ là còn trừ x y y bình. X bình y. Đây. Nợ mấy? Nợ 1, nợ thêm 2 nữa là nợ 3. 3x bình y. Được chưa? Được chưa nhỉ? Như vậy đến đây thì mình sẽ có cái gì chung? Sẽ có x làm nhân tử chung à? Đến đây thì chỉ có x làm nhân tử chung thôi. X làm nhân tử chung thì trong ngoặc đây sẽ còn là 2x bình trừ đi y, y bình trừ đi 3xy. Được không? Bài này số thấy không được đẹp lắm nhỉ. Rồi, câu C nè. X trừ đi y tất cả mũ 3 này cộng cho x cộng y này tất cả mũ 3. Như vậy đối với cái bài này ấy, thì chúng ta có thể có hai cái hướng để chúng ta làm nhé. Các em coi cái thằng x trừ y đây này là a mũ 3 và x cộng y đây này là b mũ 3 này. Đó, thì mình sẽ áp dụng cái hàng đẳng thức này. Được chưa? Hoặc cách thứ hai này thì chúng ta sử dụng luôn hàng đẳng thức x trừ y mũ 3 với lại x cộng y mũ 3. Đấy, thì thầy sẽ làm một cái cách thôi nhé. Thầy làm cái cách dài hơn mà dễ hơn này. Đó, bởi vì cái cách mà gộp như này á thì sẽ có nhiều em bị sao nhầm cái dấu. Như vậy x trừ y tất cả mũ 3 lập phương của một gì, một hiệu, thì sẽ bằng x mũ 3 trừ cho 3 lần tích của số thứ nhất với số thứ hai, đúng không, cộng cho 3 lần tích của số thứ nhất với bình phương của số thứ hai trừ đi bình phương của lập phương của số thứ hai y mũ 3. Rồi. Cộng cho anh này là x cộng y đúng không nào? Thì sẽ là x mũ 3. Ở đây là cộng hết thôi, cộng cho 3x bình y cộng cho 3x y bình cộng cho y mũ 3. Mình xem có cái nào trái dấu là mình gạch nhỉ. X bình y này. X bình y này, đúng không? Y mũ 3 với y mũ 3 này. Được chưa? Như vậy đây có x mũ 3 với đây x mũ 3 nữa là 2x mũ 3, đúng không? Cộng cho chỉ còn anh này với anh này nữa thôi là 6 gì? 6x y bình. Đúng không? Đúng không? Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có cái gì chung? 2x là chung, thì trong ngoặc đây sẽ còn là x bình cộng với 3y bình, x bình cộng 3y bình. Được chưa? Đó, em nào cần nữa thì chúng ta có thể triển khai cái thằng này ra. Thôi làm cho đến cuối nhà cho trọn vẹn, đúng không nào? 2x nhân à x trừ 3y nhân với gì? X cộng cho 3y. Được chưa? Đến đây được chưa? Ok con dê chưa?
Ok con dê nhá, nếu chúng ta muốn làm tới cuối cùng thì chúng ta làm như thế này. Tức là đây lại là thuộc về hàng đẳng thức gì? A mũ 2 cộng B mũ 2. Đó, còn không các em dừng ở đây cũng được rồi. Xong nhá. Được chưa? Rồi, sang câu D. Câu D. X mũ 3 trừ đi 3x mũ 2y cộng với 3x y mũ 2 trừ đi y mũ 3 cộng y mũ 2 trừ x mũ 2. À. Như vậy thì cái này mình sẽ làm sao? Sử dụng phương pháp nhóm vào thôi. Sẽ là gì? X mũ 3 hàng đẳng thức này trừ đi 3x bình y này, đúng không? Cộng cho 3x y bình này trừ cho y mũ 3 này. Đây là hàng đẳng thức đúng không? Cộng cho này. Đấy, ở đây cái mình sử dụng dấu cộng này. Cộng cho y bình này trừ đi x bình để nguyên. Được không? Y bình trừ x bình chúng ta giữ nguyên. Ok. Như vậy thì thằng này có phải nó sẽ là x trừ đi y tất cả mũ 3. Được không? Y bình trừ x bình, đây là hàng đẳng thức A trừ B, thì sẽ bằng A trừ đi B nhân với A cộng cộng B. Được không? Được không? Được không? Đến đây được không? Rồi, vậy thì mình lại đặt cái thằng nào làm nhân tử chung? X trừ y làm nhân tử chung. X trừ đi y chúng ta sẽ làm nhân tử chung. Như vậy thì trong này sẽ còn là x trừ y tất cả mũ gì? Mũ 2. Rồi. Đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ là gì? Mình sẽ là gì? Trừ. Trừ cho gì? Y cộng với x. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Đó. Vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành phần luyện tập chung này các em nhá. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này cho thật là nhiều các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhá.